Mến chào các em học sinh khối 7 đến với buổi học của bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Ở bài học trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu vài nét về mỹ thuật Ý thời kỳ phục hưng. Bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về một số tác giả tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Ý thời kỳ phục hưng. Để bắt đầu buổi học, các em hãy lấy tập để ghi bài và mở sách giáo khoa trang 154. Vì đây là bài thưởng thức mỹ thuật nên cô yêu cầu các em tập trung nghe giảng, và chúng ta sẽ gạch những ý tóm tắt vào trong sách giáo khoa. Phần ghi tựa bài thì chúng ta sẽ ghi tựa bài và một số tác giả và một số tác phẩm tiêu biểu. Phần 1, Hai La Mã. Bài ngày hôm nay chúng ta có hai nội dung. Nội dung đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đôi nét về một số tác giả tiêu biểu của mỹ thuật Ý thời kỳ phục hưng. Và phần thứ hai đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về một số những tác phẩm tiêu biểu của họ. Về một số tác giả tiêu biểu trong giai đoạn này, chúng ta có ba họa sĩ. Thứ nhất là Leonardo da Vinci, thứ hai là Michelangelo, thứ ba là Raphael. Và bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu từng họa sĩ. Đây là hình ảnh của họa sĩ Leonardo da Vinci. Ông sinh vào năm 1452 và mất năm 1520. Ông là người có nhiều tài năng, là họa sĩ, đồng thời vừa là nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà lý luận nghệ thuật. Về tuổi tác thì ông thuộc họa sĩ thế kỷ thứ 15, nhiều hơn thế kỷ thứ 16. Nhưng về nghệ thuật thì ông đã vượt qua những rơi rớt còn lại của thời Trung Cổ và đã đạt đến những phẩm chất mới. Chính vì vậy cho nên là hình ảnh con người trong tranh của ông là sự phối hợp đến mức cao độ giữa giải phẫu cùng với hình họa, tạo cho bức tranh thêm sống động, mẫu mực và gợi cảm. Trong cuộc đời của mình, ngoài những cái tác phẩm về hội họa thì họa sĩ Leonardo da Vinci cũng có nhiều phát minh và ý tưởng khoa học đi trước thời đại. Điển hình như thiết bị lặn, hoặc là ông sáng tạo ra máy bay, tàu lượn, hoặc là robot hiệp sĩ. Và đây là cái phần nội dung chúng ta sẽ gặp ý trong sách. Leonardo da Vinci là người có nhiều tài năng, là họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư và nhà lý luận văn học. Và hình ảnh con người trong tranh của ông là sự phối hợp đến mức cao độ giữa giải phẫu với hình họa, nên rất là sống động, mẫu mực và gợi cảm. Những tác phẩm tiêu biểu của ông chính là Buổi Họp Kính, Đức Mẹ và Chúa Hai Đồng. Và một tác phẩm cũng rất là nổi tiếng, rất là đó là chính là nàng Mona Lisa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang người họa sĩ thứ hai, cũng có những đóng góp rất là to lớn và cũng là một người họa sĩ đa tài. Đó chính là họa sĩ Michelangelo. Họa sĩ Michelangelo sinh năm 1475 và mất năm 1564. Ông vừa là nhà điêu khắc, họa sĩ, nhà thơ và kiến trúc sư nổi tiếng. Hơn nữa, ông còn là một trong những nghệ sĩ đã phản ánh sâu sắc mâu thuẫn của thời đại. Với tài năng của mình, ông đã đưa nghệ thuật phục hưng lên đến đỉnh cao. Và ông đã đem trí tuệ của mình để mà nghiên cứu về tỷ lệ cơ thể người,
và đã thể hiện thành công ở một số bức tượng, trong đó có tượng David, tượng Môi-se, tượng nô lệ, vân vân. Và đây là những ý để chúng ta có thể gạch dưới những ý trong sách. Là nhà điêu khắc, họa sĩ, nhà thơ, kiến trúc sư nổi tiếng, tranh của ông phản ánh rất sâu sắc mâu thuẫn của thời đại. Và các tác phẩm tiêu biểu, chúng ta có tượng David, Môi-se và Nô lệ. Và người họa sĩ thứ 3 cũng không kém tài hoa, đó là người họa sĩ có tuổi đời tuy là ngắn ngủi nhưng có những cái cống hiến rất là to lớn cho nền mỹ thuật phục hưng thời bấy giờ. Và đó chính là họa sĩ Raphael. Họa sĩ Raphael sinh năm 1483 và mất năm 1520. Ông là người họa sĩ đầy tài năng và nổi tiếng rất nhanh ở Florence, và cũng là người đã được Đức Giáo Hoàng chú ý tới. Năm 1509, Giáo Hoàng đã giao cho ông trách nhiệm trang trí các phòng trong điện Vatican. Năm 24 tuổi, ông đã tự mình vẽ những bức tranh cỡ lớn như là trường học Athens. Ngoài ra, ông còn vẽ những bức tranh nổi tiếng về đề tài tôn giáo và lịch sử như Đức Bà ở nhà thờ Sistine hoặc là Đức Mẹ ngồi trên ghế tựa. Tranh của ông tiêu biểu cho sự trong trẻo, nề nếp với các nhân vật phụ nữ dịu dàng, điềm đạm nhưng đầy tính nhân văn. Và đây là những ý chúng ta sẽ gặp những vào trong sách giáo khoa. Là họa sĩ đầy tài năng và nổi tiếng rất nhanh ở Florence. Tranh tiêu biểu cho sự trong trẻo, nề nếp với những nhân vật phụ nữ dịu dàng, điềm đạm. Những tác phẩm tiêu biểu như trường học Athens, Đức Bà ở nhà thờ Sistine, Đức Mẹ ngồi trên ghế tựa, vân vân. Và sau khi chúng ta đã tìm hiểu đôi nét về các họa sĩ tiêu biểu của mỹ thuật phục hưng, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang những tác phẩm tiêu biểu của họ. Một số tác phẩm ở phần 2 La Mã chúng ta cũng có tương đương là ba tác phẩm tiêu biểu. Thứ nhất đó là tác phẩm Mona Lisa, thứ hai đó là tượng David, và thứ ba đó là trường học Athens. Đầu tiên là tác phẩm nàng Mona Lisa, và đây chính là hình ảnh tác phẩm nàng Mona Lisa. Tác phẩm nàng Mona Lisa được họa sĩ Leonardo da Vinci sáng tác vào năm 1503, và đến năm 1507 thì bức tranh được hoàn thành. Bức tranh tạo nên vẻ quyến rũ bởi sự phối hợp tài tình của những ngọn núi xa xa, chập trùng, ẩn hiện, hòa với nụ cười kín đáo, bí ẩn của người phụ nữ, đã khiến cho các nhà bình luận nghệ thuật tốn không biết bao nhiêu là giấy mực để ca ngợi. Và bầu không khí trong tranh như thấm đẫm một làn hơi nước phủ lên hình vẽ một màn nhẹ trong suốt, tạo cho nhân vật thêm sống động và huyền bí. Và đây là nội dung của tác phẩm.
Và trong tác phẩm lúc bấy giờ thì chúng ta thấy hình ảnh con người là trung tâm của vũ trụ, con người làm chủ vũ trụ, cho nên là trong bức tranh thường thể hiện hình ảnh con người được thể hiện rất là nổi bật. Và khung cảnh xung quanh là những cái khung cảnh mờ ảo, nó chỉ là cái nền để cho hình ảnh con người được nổi bật. Tiếp theo, chúng ta cùng phân tích tượng David của họa sĩ Michelangelo. Và đây chính là hình ảnh của tượng David. Tượng David là pho tượng bằng đá cẩm thạch do Michelangelo sáng tác vào năm 1501, khi ông 26 tuổi. Pho tượng tạc một thiếu niên trong một cái thế đứng rất thoải mái. Theo Kinh Thánh thì đó chính là hình ảnh của cậu bé chăn cừu dũng cảm đã giết tên khổng lồ Goliath. Tượng cao 5,5 mét. Những tỷ lệ trên tượng đều đạt đến sự mỏng mực về giải phẫu cơ thể con người, và đồng thời thể hiện được sự hoàn chỉnh giữa nội dung cũng như là hình thức trong một tác phẩm nghệ thuật. Và đây là nội dung phần chúng ta sẽ ghi vào trong, chúng ta sẽ gặp vào trong sách giáo khoa. Là pho tượng bằng đá cẩm thạch được điêu khắc từ năm 1501 cho đến năm 1504. Tạc một thanh niên trong thế đứng rất thoải mái, cao 5,5 m. Theo Kinh Thánh thì tại thời điểm ấy, một cậu bé chăn cừu dũng cảm quyết định chiến đấu giết chết tên khổng lồ Goliath. Và những tỷ lệ của pho tượng đều là chuẩn mực của giải phẫu cơ thể người. Và cuối cùng chính là tác phẩm Trường học Athen của họa sĩ Raphael. Đây là pho tượng lớn, hơi nhầm, đây là bức bích họa lớn của họa sĩ Raphael, được sáng tác vào những năm 1510 cho đến năm 1512. Bức tranh diễn tả cuộc tranh luận của các nhà tư tưởng, các nhà bác học thời cổ Hy Lạp về những điều bí ẩn của vũ trụ và tâm linh. Nổi bật giữa khung cửa vòm là hai nhà triết học Platon và Aristotle. Xung quanh chúng ta thấy đám đông chính là thính giả, gồm các nhà thiên văn học, triết học. Bức tranh đã mô tả được sự rực rỡ của thời hoàng kim trong lịch sử văn hóa nhân loại, và các nhân vật đã đại diện cho trí tuệ của loài người đang hiện diện và hòa hợp với mọi thời đại. Và đây chính là nội dung phần chúng ta sẽ ghi. Là bức bích họa lớn diễn tả cuộc tranh luận của các nhà tư tưởng, các nhà bác học thời cổ Hy Lạp về những bí ẩn của vũ trụ và tâm linh. Nổi bật giữa khung cửa vòm là hai nhà triết học Platon và Aristotle. Bức tranh mô tả sự rực rỡ của thời hoàng kim trong lịch sử văn hóa nhân loại. Thì qua phần tìm hiểu bài, chúng cô có câu hỏi củng cố như sau. Các em hãy nêu vài nét về một số họa sĩ và tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Ý thời kỳ phục hưng. Chúng ta có thể nhớ tên các họa sĩ, nhớ tác phẩm tiêu biểu của họ và nắm được nội dung của tác phẩm thể hiện là gì. Các bạn có thể ghi trả lời câu hỏi vào trong tập của mình. Về phần hướng dẫn học tập về nhà thì chúng ta sẽ ghi tựa bài các mục 1, 2 La Mã vào trong tập, gạch những ý chính cô đã rút lại
vào sách giáo khoa, trả lời câu hỏi củng cố vào tập, sưu tầm thêm tranh của các họa sĩ trong giai đoạn này, và xem trước bài tiếp theo, đó là bài trang trí đầu báo tường. Tiết học của chúng ta tới đây là hết. Cô thân ái, chúc các em được nhiều sức khỏe để có thể học được nhiều kiến thức bổ ích. Thân ái, chào các em.